Đây chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc. Quý vị thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nghệ sĩ đã đem hết cảm xúc phó vào những cung đàn ôn điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của chính tác giả Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc kỳ thứ 42. Nhạc sĩ Ngọc Bích. Trong số những nhạc sĩ nổi tiếng trước năm 1954, không thể bỏ quên Ngọc Bích, một nhạc sĩ đa tài trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả sáng tác, ca hát và ngay cả kịch nghệ. Chính trong thời gian rời bỏ Hà Nội để đi Thanh Hóa theo một đoàn văn nghệ, tình cờ ông đã gặp gỡ Đoàn Chuẩn, rồi hai người cùng nhau đi hát. Dù tên tuổi Ngọc Bích ít được người đời nhắc nhở, nhưng ông thật sự là người có tài trong sáng tác, đặc biệt là trong thể loại tình ca. Ông đã chinh phục tâm hồn mọi người thời bấy giờ và ngay cả nhiều thế hệ sau này bằng những tình khúc của mình. Sống trong thời chiến, nổi trôi theo vận nước, nhưng tình ca của Ngọc Bích vẫn luôn luôn lãng mạn. Từ Lời Hẹn Xưa, Khúc Nhạc Tương Tư, tới Đôi Chim Giang Hồ, từ Khúc Nhạc Chiều Mơ, Mộng Chiều Xuân, cho đến Trở Về Bến Mơ, nhạc của ông luôn lãng mạn, chất chứa đầy những mộng mơ. Những người đang yêu nhau thường ưa thích nghe nhạc của Ngọc Bích, vì theo ông, dường như chỉ cần yêu đã là hạnh phúc, cho dù sau này mộng vàng nát tan theo gió chiều, biết em về đâu. Lớp thanh niên bỏ thành đi kháng chiến thì lại yêu nhạc Ngọc Bích vì những khát vọng của một ngày hết chiến chinh, để họ có thể trở về bến mơ khi đất nước ngát hương thanh bình. Để mở đầu cho chương trình nhạc của nhạc sĩ Ngọc Bích, chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe một nhạc phẩm khá phổ thông có tên là Chờ Một Kiếp Mai. Chờ Một Kiếp Mai là sáng tác chung của hai nhạc sĩ Ngọc Bích và Xuân Tiên, viết theo thể điệu tango. Nhưng Chờ Một Kiếp Mai lại không có giai điệu rộn rã, lả lướt, mà lại mang âm hưởng mênh mang buồn. Có lẽ do ca từ đã chất chứa rất nhiều những nỗi buồn sâu đậm. Ca khúc đưa người nghe vào một nỗi buồn mênh mang, da diết từ một buổi chiều mưa rơi và hắt hiu nỗi nhớ. Những lời hẹn ước khi chia tay như vẫn còn vương vấn đâu đây, nhưng thời gian với năm tháng trôi dần, nỗi nhớ niềm thương dần dần úa tàn. Còn lại quanh đây chỉ là dư âm của những âm thanh vang vọng, tiếng tơ lòng hòa chung, tiếng đàn giọng hát, và có lẽ cuối cùng rồi thì chỉ còn ước nguyện duy nhất là hẹn nhau trong một kiếp mai, để cung đàn và tiếng hát lại được hòa hợp như xưa. Chờ đợi người về một kiếp mai,
mơ màng tới câu tình đừng phai, trần gian phũ phàng, buồn theo năm tháng, tình duyên đành lỡ làng. Một chiều ngoài trời u ám, mưa rơi hiu hắt lăng mơ hình bóng, xót xa ngân trong cung đàn, ngày vui năm xưa đâu còn. Rồi một ngày nào xa nhau, hẹn cùng trăng nước như không nguyện ước. Nhớ khi chia tay đôi đường, lòng còn vương vấn. Lạnh lùng ngày ngày năm tháng, dần dần phai úa nỗi thương niềm nhớ. Trách ai quên câu mong chờ, hẹn nhau dưới ánh sao mờ. Người ơi dù người xa cách, nhà còn tha thiết nhưng khi chiều vắng. Nhớ trăng đêm nào đôi lòng hòa tiếng tờ vàng, chiều buồn về nhạc dâng ý thơ. Trời u ám, mưa rơi hiu hắt lăng mơ hình bóng, xót xa ngân trong cung đàn, ngày vui năm xưa đâu còn. Rồi một ngày nào xa nhau, hẹn cùng trăng nước như công nguyện ước. Nhớ khi chia tay đôi đường, lòng còn vương vấn. Lạnh lùng ngày ngày năm tháng, dần dần phai úa nỗi thương niềm nhớ. Trách ai quên câu mong chờ, hẹn nhau dưới ánh sao mờ. Người ơi dù người xa cách, nhà còn tha thiết những khi chiều vắng. Nhớ trăng đêm nào đôi lòng hòa tiếng tờ vàng, chiều buồn về nhạc dâng ý thơ. Cũng đang nhớ những lời thề xưa, còn đâu tiếng lòng, còn đâu hình bóng. Một mùa chờ mong, hẹn ngày nào về trong giấc mơ. Ôi buồn nhớ những một chiều xưa, hồn say chờ ta theo với người em ngoài phương trời. Không gian u ám phai tâm hồn, em ơi hãy đến vui cùng đàn. Xa xôi thương nhớ giấc mơ tàn, theo tiếng hát lắng trôi thời gian. Chờ đợi người về một kiếp mai, gian phũ vàng, buồn theo năm tháng, tình duyên đành lỡ làng. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly trong nhạc phẩm Chờ Một Kiếp Mai của nhạc sĩ Ngọc Bích và Xuân Tiên. Ngọc Bích là con trai của cụ đốc thú y Nguyễn Huy Bằng, là người có biệt tài sử dụng đủ loại nhạc cổ truyền như đàn bầu, đàn thập lục, đàn tỳ bà. Lúc 10 tuổi, Ngọc Bích bắt đầu học về phương pháp ký âm của nhiều người thầy có tiếng. Ngọc Bích lúc đó đã tỏ ra có năng khiếu về âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Ngọc Bích đậu vào trường Bưởi. Ông từng đơn ca ở nhà hát lớn ở Hà Nội trong những chương trình ca nhạc ở giữa các màn kịch do nhạc sĩ Tiền Phong, Thẩm Oán đặc trách.
Tuy lúc ấy còn rất trẻ, nhưng Ngọc Bích được hướng dẫn bởi nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tư nên sử dụng nhạc khí và ca hát rất giỏi. Nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị là một ca khúc có tựa đề Đôi Chim Giang Hồ của nhạc sĩ Ngọc Bích, là một nhạc phẩm thuần túy tà cảnh và tà tình. Nhạc sĩ Phạm Duy đã cho biết có lẽ Ngọc Bích sáng tác ca khúc này là để tưởng nhớ lại những ngày xa xưa, thời gian khi Ngọc Bích và Phạm Duy đã cùng phiêu dạt khắp đó đây trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp như Đôi Chim Giang Hồ tung cánh. Ca sĩ Duy Trác sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Đôi Chim Giang Hồ của nhạc sĩ Ngọc Bích ngay sau đây. Kia ta giữ vững không phai.
Vào khoảng năm 1942, Ngọc Bích rời trường Bưởi và dứt khoát theo nghiệp cầm ca. Lúc đó, ông vừa vào năm thứ hai, bậc cao đẳng tiểu học. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền nhận xét về Ngọc Bích. Nhạc sĩ Ngọc Bích rất thận trọng trong lĩnh vực sáng tác, chú ý nhiều về cách sử dụng các âm trình, cung bậc, tránh tối đa những quãng mang tính cách Âu Tây. Nhạc sĩ luôn cố giữ bản sắc dân tộc trong nhạc của mình, sợ mình làm nhạc có khuynh hướng Tây phương. Có lẽ cũng chính vì thế mà dòng nhạc của nhạc sĩ Ngọc Bích luôn êm đềm, trong sáng và rất nhẹ nhàng, thể hiện một cách rõ ràng khuynh hướng sáng tác theo dòng nhạc tiền chiến. Trước khi mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Giấc mơ ngàn của nhạc sĩ Ngọc Bích, chúng tôi xin phép được dài dòng một chút để nhắc lại một giai thoại ngày xưa. Cũng là một câu chuyện khá cũ, nhưng có liên quan đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc Giấc mơ ngàn. Đầu năm 1948, một tiệm phở có tên là Thăng Long ở chợ Neo, Thanh Hóa, do bố con chủ quán khởi xướng. Chủ nhân chính là ông bà Phạm Đình Phụng, cùng các con là Phạm Thị Băng Thái, tức Thái Hằng, Phạm Đình Viêm, tức Hoài Trung, Phạm Đình Chương, Hoài Bắc, và cô em gái út Phạm Băng Thành, tức là ca sĩ Thái Thành, cùng tham gia diễn xuất. Đặc biệt là hai chị em Thái Hằng và Thái Thành, ngoài khả năng về tài ca hát, họ còn là những thiếu nữ mới lớn. Với Thái Hằng thì kiều diễm đoan trang, còn Thái Thành tuy rất bé nhưng đã sắc sảo và duyên dáng. Cả hai đã hấp hồn các bậc tu mi nam tử ghé quán thời bấy giờ, nhất là cô chị Thái Hằng. Quán của họ đã nhanh chóng trở thành chỗ tụ họp đông đảo của các văn nghệ sĩ đi theo kháng chiến thời bấy giờ. Khi họ dừng chân ăn phở, uống trà, cà phê, giao lưu văn nghệ với ban nhạc gia đình của ông chủ quán, các chàng trai trẻ trong đó có giới văn nhân tài tử thì đến để nghe và ngắm Thái Hằng. Trong đó nổi bật có những người như thi sĩ Đinh Hùng, nhạc sĩ Canh Thân và dĩ nhiên là có nhạc sĩ Ngọc Bích. Trong khi nhạc sĩ Canh Thân ôm mối tương tư và mơ mình là anh nghệ sĩ si tình vì nàng mà ốm o gầy mòn rồi sáng tác ca khúc nổi tiếng Cô Hàng Cà Phê, thì nhạc sĩ Ngọc Bích lại ôm một mối tình si lên núi rừng và sáng tác bài Giấc mơ ngàn vào cuối năm 1949. Trong khi sáng tác, ông lại đem bản nhạc ra trao đổi với một người đồng nghiệp trong nhóm văn nghệ kháng chiến, đó chính là nhạc sĩ Phạm Duy. Lúc bấy giờ, Phạm Duy chưa quen biết Thái Hằng, mà Ngọc Bích cũng không hề nhắc đến tên người trong mộng mà ông đang ôm ấp hình bóng. Thế là nhạc sĩ Phạm Duy đã giúp bổ sung một số lời ca từ để hoàn thành bài hát. Một thời gian sau khi Ngọc Bích không còn tham gia kháng chiến và trở về Hà Nội, ông mới cho phát hành bài Giấc mơ ngàn và nhạc khúc này đã trở nên nổi tiếng. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng quên hẳn câu chuyện mình có tham gia soạn bài hát. Mãi đến sau này khi hai ông gặp nhau ở Hoa Kỳ, Ngọc Bích mới nhắc lại kỷ niệm và không quên ghi tên nhạc sĩ Phạm Duy vào bài hát. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca sĩ Lệ Thu trong ca khúc Tiền chiến nổi tiếng của nhạc sĩ Ngọc Bích có tên Giấc mơ ngàn, được sáng tác năm 1949. Chiều nay nắng thu chim trong rừng, ngừng đây nghe gió theo mây vàng, lãng du lên mấy cung đàn. Thời chinh chiến trôi ngày tháng bên suối ngàn, ngày thu ánh sương chiều buông mờ. Lòng khách say sầu muôn
tóc xòa xuống, nhịp đưa với cung đàn tiếc đời bớt mơ. Năm 1954, Ngọc Bích vào miền Nam. Ban đầu, ông đi làm việc tại các nhà hàng có ca nhạc. Sau đó, Ngọc Bích đi lính và làm việc tại nhiều đài phát thanh. Khi Ngô Đình Diệm đòi truất phế vua Bảo Đại, cũng như đa số những thanh niên có cảm tình với Ngô Đình Diệm lúc ấy, Ngọc Bích soạn bài về Bảo Đại. Sau khi Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Ngọc Bích cùng nhà văn Thanh Nam sửa lại lời bài vè Bảo Đại thành bài Suy tôn Ngô Tổng thống. Ca khúc Suy tôn Ngô Tổng thống thường được đồng ca ngay sau bài quốc ca trong nghi thức chào cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Ca khúc này với nội dung ca ngợi Tổng thống Ngô Đình Diệm với phần nhạc của nhạc sĩ Ngọc Bích và lời của nhà văn Thanh Nam đã gây nhiều sự phản cảm trong giới trí thức lúc bấy giờ. Họ cho rằng ca khúc này chỉ là một sản phẩm của việc nịnh bợ chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng như cá nhân Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sự bất mãn ấy kể ra cũng có lý do chính đáng, bởi vì chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước luôn chỉ trích việc chế độ Cộng sản Hà Nội ép buộc giới văn nghệ sĩ để đưa ra những sáng tác tuyên truyền cho chế độ cũng như tung hô lãnh tụ một cách quá đáng. Vậy mà ca khúc Suy tôn Ngô Tổng thống lại bước vào bánh xe đầu ấy. Một điều may mắn là dường như trong kho tàng âm nhạc Việt Nam của chúng ta, chỉ có duy nhất nhạc phẩm này được sáng tác nhằm mục đích chính trị. Và dĩ nhiên, nhạc phẩm ấy nếu không bị bắt buộc thì sẽ chẳng có mấy người chịu hát. Vì thế, nó cũng chỉ được lưu truyền có tính cách giai đoạn và chìm vào quên lãng với thời gian. Nhạc sĩ Ngọc Bích sáng tác khúc nhạc Chiều Mơ bằng một âm hưởng nhẹ nhàng, đượm niềm tiếc nuối qua từng câu hát. Toàn bộ ca khúc gợi lại niềm thương và nỗi nhớ mênh mang về một bóng hình đã khuất xa. Từ đó chỉ còn lại là bao lưu luyến và tiếc nuối. Khúc nhạc Chiều Mơ với những giai điệu mênh mang, nhẹ nhàng nhưng thật giàu tình ý, gây cho người nghe những cảm giác bồi hồi, xao xuyến. Còn đâu những đêm dưới trăng mờ, còn đâu những lời nguyện ước xưa, nét môi ngây thơ, dịu dàng làn tóc gió đưa, lòng ta xao xuyến trong chiều mơ. Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe
nhạc phẩm Khúc Nhạc Chiều Mơ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Dao. Nhạc sĩ Ngọc Bích còn là một ca sĩ, và khi đi hát, ông dùng tên Kim Ngọc. Ông lập gia đình với ca sĩ Lệ Nga và họ có một người con trai tên là Kim Ngọc. Nhạc của Ngọc Bích tiêu biểu cho dòng nhạc lãng mạn đầu thập niên 1950. Xin chép lời phê bình của nhà văn Nguyễn Đình Toàn nói về nhạc Ngọc Bích. Có lẽ là xác đáng nhất khi muốn tóm gọn nhạc Ngọc Bích qua một câu nói. Nhạc của Ngọc Bích biểu tượng cho tuổi trẻ, thành thị một thời. Cái thời ông gọi là chiến binh,
nhưng ngát hương thanh bình. Sinh quán tại Hà Nội, tiểu sử của Ngọc Bích chẳng có chút nào liên quan đến miền Trung, nơi có dòng sông Hương thơ mộng, đã từng là đề tài sáng tác cho biết bao thi nhạc sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Chẳng hiểu đến từ cảm hứng nào mà nhạc sĩ Ngọc Bích đã sáng tác ca khúc Mơ về sông Hương, một ca khúc rất trữ tình, ca ngợi vẻ đẹp của miền Trung, cũng như những hình ảnh nên thơ lãng mạn, thơ mộng được ông diễn tả trong lời nhạc. Mơ về sông Hương là một ca khúc thuần túy có chủ đề tình ca quê hương, được Ngọc Bích cho là cõi mộng, và có lẽ chính ước mơ được một lần thăm viếng vùng đất thần kinh này đã tạo cảm hứng cho ông sáng tác ca khúc. Chúng ta thấy lời nhạc trong nhạc phẩm lặp đi lặp lại niềm mơ ước ấy, như tìm cuộc sống ước mơ trong cõi mộng, hay thuyền xa trên bến xa xôi mơ dáng người và mơ ước về miền Trung tà áo tím thướt tha trong nắng hoàng hôn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ca sĩ Mai Hương diễn tả ước mơ ấy của nhạc sĩ Ngọc Bích qua nhạc phẩm Mơ về sông Hương. Người nghệ sĩ
vang tiếng hò trên bến bờ chiều nắng cuốn theo gió. Mơ ước về miền Trung tao tìm thân tha trong nắng hồng nụ cười xinh Lời hẹn xưa là một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Bích, viết về một lời ước hẹn ngày xa xưa. Lời ước hẹn của một đêm trăng trong một mùa xuân quá khứ. Đã có hai người yêu nhau và ước hẹn sẽ mãi sống bên nhau. Thế nhưng trong buổi chiều nay, dù tình tôi vẫn còn mãi thiết tha, nhưng em đã biển biệt phương nào để tôi nơi đây cô đơn thẫn thờ, khi niềm thương nhớ từ đâu tràn về, ngập đầy trong tâm tư. Từ đây, mỗi lần mùa xuân trở về, lời ước hẹn ngày xưa sẽ lại tràn ngập lòng tôi. Và niềm mong ước duy nhất là sẽ thấy lại được bóng hình em như lời hẹn ước của đêm trăng mờ, một ngày mùa xuân xa xưa trong quá khứ. Đau đớn rồi, người đẹp xa lánh phương nào, trong bóng chiều nhạc lòng chưa hết thương đau, vì sầu nhớ lời hẹn xưa. Lúc xuân về vẫn còn mong chờ người mơ. Dương sớm sầu đàn ơi ta nhớ xuân nào, xa khuất rồi một mùa bên ánh trăng rồi, ngập hồn nhớ người tình xưa, dưới trăng mờ đã thề thốt lời mong chờ. Xa vắng rồi người đẹp về đến mơ nào, đâu những lời hẹn thầm ta sống bên nhau. Chiều buồn tới nhạc hồn ơi, sống âm thầm với đời gian hồ lẻ loi. Xa xôi nhớ cung đàn, đêm nào giấc mơ tàn, yêu em thiết tha dù lòng nát tan. Hôm xưa dưới trăng thề, sao vẫn thân thờ, khi nghe tiếng tơ tràn về thương nhớ. Đau đớn rồi người đẹp xa lánh nơi nào, trong bóng chiều nhạc lòng chưa hết thương đau, vì sầu nhớ lời hẹn xưa. Lúc xuân về vẫn còn mong chờ người mơ. Xa
yêu em thiết tha dù lòng nát tan. Hôm xưa dưới trăng đèn sao vẫn thẫn thờ khi nghe tiếng tơ tràn về thương nhớ. Đau đớn rồi người đẹp xa lánh nơi nào, trong bóng chiều nhạc lòng chưa hết thương đau. Vì sầu nhớ lời hẹn xưa, lúc xuân về vẫn còn mong chờ người mơ. Vừa rồi là ca sĩ Duy Trác trong ca khúc Lời Hẹn Xưa của nhạc sĩ Ngọc Bích. Nhìn vào những sáng tác tình ca của Ngọc Bích, có không ít người đã nêu ra những thắc mắc khi thấy trong các sáng tác ấy thường đều có những chữ mộng, mơ xuất hiện khá nhiều ở mọi nơi. Mộng chiều xuân, mơ về sông Hương và bây giờ là trở về bến mơ. Những chữ ấy dường như ít nhiều có liên quan đến đời sống khép kín của nhạc sĩ Ngọc Bích. Ngày nào một giấc mơ, đâu những đêm trăng mờ ai ngóng chờ, khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa, theo tiếng đàn thuyền mơ tìm bến xưa. Một chiều mùa chiến chinh, xuân ngát hương thanh bình say mối tình, khi ánh trăng về vui đời thắm sinh, bóng dáng Huyền thầm mơ lúc tuổi xanh. Trên trang Bách Khoa Toàn Thư viết về nhạc sĩ Ngọc Bích, nguyên văn như sau: ông đã lập gia đình với ca sĩ Lệ Nga và họ có một người con trai tên Kim Ngọc. Nhưng đến khi ông từ trần vào năm 2001, thì theo nội dung của những cáo phó đăng tải trên một vài tờ báo xuất bản tại Orange County, thì phần tang gia đã ghi rằng Nguyễn Kim Dũng, con trai và gia đình. Nói cách khác, chẳng những không có tên bà Lệ Nga mà cũng không thấy tên Kim Ngọc như tài liệu đã đăng tải trên trang Bách Khoa Toàn Thư. Như thế, không hiểu cuộc hôn nhân của nhạc sĩ Ngọc Bích đã đi về đâu, không thấy tài liệu nào nhắc đến. Nhưng theo lời người em của nhạc sĩ kể lại, thì dường như trước năm 1975, Ngọc Bích đã có liên hệ với một người phụ nữ nào đó có tên là Xuân. Phải chăng người ấy đã là một bóng hồng đi qua trong cuộc đời của Ngọc Bích? Thế nhưng vì quan hệ ấy đã không đi đến đâu, khiến Ngọc Bích mỗi lần viết nhạc đều luôn nhắc đến những chữ mơ, mộng và xuân. Điều ấy mãi mãi sẽ chỉ là một bí mật không có đáp án. Ngoại trừ nhạc phẩm Mộng Chiều Xuân, một ca khúc rất phổ biến mà chúng ta vẫn nghe mỗi độ xuân về, Trở Về Bến Mơ có thể coi là tác phẩm nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất của nhạc sĩ Ngọc Bích. Giới yêu nhạc nhận định rằng Ngọc Bích là một nhạc sĩ của mơ mộng, của nhớ nhung, vì những sáng tác của ông đong đầy những cơn mơ, những giấc mộng, những niềm nhung nhớ. Ngày nào một giấc mơ, đâu những đêm trăng mờ ai ngóng chờ, khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa, theo tiếng đàn thuyền mơ tìm bến xưa. Một chiều mùa chiến chinh, xuân ngát hương thanh bình say mối tình, khi ánh trăng
về vui đời thắm sinh. Bên dáng huyền thầm mơ lúc tuổi xanh, nhớ những phút sống bên nhau đêm nào, trăng quyến đôi tâm hồn dịu về đâu. Nhớ những tiếng hát say sưa êm đềm, tuy vắng xa nhưng lòng còn sao xuyến. Nghẹn ngào niềm nhớ nhau, thương xót ai trăng sầu bên mái lầu, hay đớn đau vì câu chờ kiếp sau. Trăng úa màu lệ dâng ướt ngàn sao. Chiều mùa chiến tranh, xuân ngát hương thanh bình say mối tình. Khi ánh trăng về vui đời thắm sinh, bên dáng huyền thầm mơ lúc tuổi xanh. Nhớ những phút sống bên nhau đêm nào, trăng quyến đôi tâm hồn dịu về đâu. Nhớ những tiếng hát say sưa êm đềm, tuy vắng xa nhưng lòng còn sao xuyến. Nghẹn ngào niềm nhớ nhau, thương xót ai trăng sầu bên mái lầu, hay đớn đau vì câu chờ kiếp sau. Trăng úa màu lệ dâng ướt ngàn sao. Trăng úa màu lệ dâng ướt ngàn sao. Trăng úa màu lệ dâng ướt. Quý vị vừa lắng nghe tiếng hát nam ca sĩ Duy Quang trong ca khúc Trở về bến mơ của nhạc sĩ Ngọc Bích. Cuộc đời nhạc sĩ Ngọc Bích thăng trầm lên xuống với âm nhạc và tình duyên. Những năm đầu thập niên 1970, ông sống thầm lặng, không được vui. Những năm theo đoàn hát Hoàng Thi Thơ là những năm sung túc, vui vẻ, tiền bạc dư dả. Đến cuối đời, ông sống một mình. Ngọc Bích mất năm 2001 vì nhồi máu cơ tim tại California. Và bây giờ, để kết thúc chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 42 dành cho nhạc sĩ Ngọc Bích, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm có chủ đề sáng tác về mùa xuân của nhạc sĩ Ngọc Bích. Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, là hai câu mở đầu cho một sáng tác rất lãng mạn của nhạc sĩ Ngọc Bích, đó là ca khúc Mộng Chiều Xuân.
được viết theo thể điệu tango lả lướt trữ tình. Nhạc phẩm này đã trở nên rất phổ biến và được giới thưởng ngoạn mến mộ, yêu thích. Ngày hôm nay, khi chúng ta đã có rất nhiều những tác phẩm trữ tình lãng mạn, Mộng Chiều Xuân đã không ảnh hưởng đến những người nghe. Nhưng ngược dòng thời gian trở về khoảng thập niên 50, thì nhạc phẩm này đã như một làn gió mới thổi vào tâm hồn người nghe, nhất là những người trẻ, một nỗi xao xuyến mãnh liệt, bâng khuâng khôn tả. Từ khi ra đời năm 1954, Mộng Chiều Xuân đã được trình diễn tại rất nhiều nơi và nhanh chóng trở thành một bài tình ca mang tính cách trữ tình, lãng mạn vào bậc nhất. Từ tựa đề Mộng Chiều Xuân cho đến những lời hát nồng nàn, gợi cảm, đề cập rất nhiều đến mối tình tươi thắm ngày đầu xuân, đã khiến Mộng Chiều Xuân được hát rất nhiều trong những ngày xuân cùng với những tình khúc mùa xuân khác trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Với lời kết êm ái, nồng nàn, nhạc sĩ Ngọc Bích như đã hối hả thúc giục những người yêu nhau hãy mau tìm đến bên nhau để khỏi uổng phí đi tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một kiếp người. Xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ, ái ân khéo tàn ngày mơ. Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn, mơ đời ai ân những ngày phong trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngây thơ sáng huyền đến trong mơ, lòng anh vẫn sầu
quý vị vừa lắng nghe ca khúc cực kỳ lãng mạn Mộng Chiều Xuân trong dòng nhạc Ngọc Bích qua sự trình bày đầy duyên dáng của nữ ca sĩ Thanh Lan. Quý vị vừa cùng chúng tôi theo dõi chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 42 nói về nhạc sĩ Ngọc Bích. Chúng tôi xin thân ái chia tay cùng quý vị khán thính giả nơi đây. Ước mong chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ quý vị nhằm góp phần bảo tồn và phổ biến những tác phẩm và tác giả của nền tân nhạc Việt Nam. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ tinh thần của chúng tôi qua việc đăng ký kênh, chia sẻ bình luận, góp ý và giới thiệu đến bạn bè thân hữu. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.